Wow, con đường này dưới vực xấu lắm quý vị. Ai chạy mà xe mà không cẩn thận rớt xuống dưới này là vực thăm thẳm luôn này, không thấy đường lên luôn. Trời đất. Đó, đây là quán cà phê đây quý vị. Tiểu cảnh tiểu đô nhìn nó cũng hoa hoe cũng đẹp đó quý vị ha. Nhưng mà không có khách luôn. Đây. Wow. Cỏ hồng cỏ lau. Đây có căn nhà tạm tạm đó quý vị. Dựng tạm tôn lên vậy thôi ha. Nhà bán hoặc cho thuê có số điện thoại đấy luôn. Bà con mình gọi đi ha. Chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023. Ngày mai thêm ngày nữa là chúng ta hết tháng 11 rồi quý vị ha. Sẽ bước qua tháng 12 rồi và cuối năm rồi quý vị. Mình đang có mặt tại khu vực Hùng Vương quý vị ha, ngay chùa Phước Huệ. Bên này là chùa Phước Huệ quý vị này. Đi xuống dưới này có quán cà phê Vườn Hồng cũng rất là đẹp luôn quý vị. Tuy nhiên mùa này nó cũng đã là cuối mùa hồng rồi. Vẫn còn khá là nhiều trái hồng ở trong quý vị ha. Tuy nhiên mùa này thì nó cũng không còn được đẹp nữa quý vị. Ở đây nhìn xuống cái thung lũng, có cái view thoáng quý vị. Nhìn xa về bên kia là Hùng Vương ha. Xa về bên kia Hùng Vương. Nhìn về thấy núi Lang Biang luôn, Lạc Dương luôn quý vị. Đó. Thường thường các bạn trẻ cũng hay vào trong này để uống cà phê đó quý vị. Cà phê trong này có một cái vườn hồng khá là rộng. Và có con dốc để mà chụp hình ha. Đây, con dốc này. Đó. Quay ra lại quý vị ha. Vì con hẻm này là con hẻm cục ấy. Đà Lạt à, hôm nay buổi sáng thức dậy thì trời vẫn cứ âm u như thế này. Lâu lâu có những ánh nắng len lỏi lên quý vị. Trời thì không có mưa đâu. Trời lạnh quý vị ha. Khí hậu hơi khô. Trong này là chùa Phước Huệ quý vị. Một ngôi chùa nằm trên đồi cao. Khuôn viên khá là rộng quý vị. Chạy hướng như thế này là chúng ta sẽ hướng ra Hùng Vương ha. Trong này là khuôn viên của chùa quý vị này. Mình thoáng qua một chút ha. Ngôi chùa này người ta nuôi chó nhiều lắm. Hồi trước mình định vào tham quan mà thấy nguyên cả bầy chó ra rượt. Đây là cái cổng vào chùa quý vị. Đấy. Bây giờ chỉ có các sư sãi với các tăng ni ở trong chùa là phải nói là yên tĩnh nhất, sướng nhất, không mang đến thế sự luôn. Ra ngoài này là đường Hùng Vương quý vị. Mình sẽ lang thang ở bên khu vực này cái ha. Bây giờ chạy vào những cái con hẻm. Đó, ra đây là quẹo trái là chúng ta sẽ đi về hướng trung tâm quý vị. Hồi này chạy ngang qua thấy những cái chốt cảnh sát giao thông đang làm tốc độ ấy. Khá là nhiều xe dính luôn. Dạo này họ làm căng ở trên tuyến đường này lắm quý vị. Liên làm xuyên suốt cả ngày đêm đó. Vừa tốc độ vừa nồng độ cồn. Mình đi hướng như thế này là hướng về trại mát Cầu Đất quý vị ha. Và đi Phan Rang luôn. Ở trên đồi cao bên phía tay phải của chúng ta là khu quy hoạch viện nghiên cứu hạt nhân quý vị. Rất là nhiều biệt thự cao cấp ở trong đó ha. Còn bên phía tay trái của chúng ta đi sâu vào trong là khu vực Trịnh Hoài Đức Nam Hồ quý vị. Bây giờ có nắng lên chút quý vị nè. Bây giờ càng về cuối năm thì
thấy cắm nhiều thông tin về báo chí rồi này kia, truyền thông này kia đưa tin rầm rộ là công nhân đang ào ạt trả phòng để về quê, mặc dù chưa tới Tết, còn 2 tháng nữa mới tới Tết. Để mình quẹo phải đi quý vị, quẹo phải vào con hẻm này đi ha. Khu vực này bị giải tỏa rồi này, hồi trước có những cái ký ốt ở đây đó, bây giờ giải tỏa ra thoáng ha. Có ký ốt với lại hàng loạt những cái căn nhà ở đây này, họ giải tỏa đi một loạt luôn rồi. Bây giờ công nhân trả phòng về quê vì không bám trụ lại được ở thành phố, khi mà việc làm không có. Càng về cuối năm thì nhiều doanh nghiệp người ta đang khó khăn, người ta đang phải nói là thiếu đơn hàng và cũng đang sa thải. Bấy lâu nay thì công nhân cũng ở lại để bám trụ trong chạy xe ráp, xe ôm, vợ thì đi bán mớ rau, mớ cá lặt vặt để mà bám trụ lại thành phố. Nhưng mà đến một lúc nào đó cũng cảm thấy mỏi mệt rồi, vì ở thành phố bám trụ lại mà vẫn không có việc làm, chạy xe ráp xe ôm để kiếm sống nhưng mà thu nhập cũng bấp bênh, bán mớ rau mớ cá thì bữa được bữa mất. Đó, nhiều người bán rau bán cá quá thì bây giờ bán cho ai quý vị? Thôi bồng bế nhau dắt díu về quê cho rồi. Mà mình nghĩ về quê là một cái giải pháp cực kỳ tốt trong thời buổi khó khăn hiện nay, khi mà đô thị có biến, đô thị khó khăn. Nên về quý vị, về quê làm một tháng, hai vợ chồng làm tháng, mỗi người làm tháng 4-5 triệu vẫn có thể sống được, khi mà ở quê có đất, có ruộng, có vườn để mà cho mình có thể tự cung tự cấp những cái mặt hàng, ví dụ rau, rán, thịt thà, cá mú, có thể tự cung tự cấp được rồi quý vị. Đó, thì một tháng làm ra 4-5 triệu vẫn có thể sống được, và thậm chí cũng sống khỏe khi mà chi phí nó rất là rẻ. Còn ở đô thị mà bám trụ lại thì không có việc làm mà một tháng 4-5 triệu thôi thua, không sống nổi. Bây giờ ở Sài Gòn một tháng 10 triệu trở lên, còn 10 triệu rồi quý vị, 10 đến 12 triệu ấy. Công nhân thì bây giờ cũng mức lương chừng đó thôi, cũng sống chật vật rồi quý vị, vì nhà thuê cửa mướn, con cái học hành, chi phí đắt đỏ, làm như vậy không có tích lũy đâu quý vị. Bản thân mình ha, mình hồi trước là hai vợ chồng tháng 15 triệu thôi, bây giờ nâng lên là 17 triệu rồi. Đó là ở mức sống cơ bản. Nhà cửa có rồi, chỉ chi phí điện nước, ăn uống, con cái học hành thôi. Nâng lên là một tháng là 17 triệu rồi đó quý vị. Vẫn là mức sống cơ bản thôi, không có gì cao sang cả. Đó. Thôi giống như những hôm trước mình nói đó quý vị, cứ đô thị mà có biến thì mình cứ về quê thôi. Về quê bây giờ cũng có nhà máy xí nghiệp người ta cũng mở đó quý vị. Ở quê bây giờ cũng có nhà máy xí nghiệp may mặc rồi chăn nuôi thủy sản, nói chung là cũng tùm lum hết, rất là nhiều. Và ở quê cũng có tạo công ăn việc làm cho mình, mặc dù nó không thu nhập cao giống như là ở đô thị, nhưng mà bù lại là chi phí nó khá là thấp, khá là rẻ đó. Xuống đây có những cái quán cà phê ngồi chiêu chiêu, view view cũng đẹp lắm quý vị. Ngồi nhìn ra view thành phố như thế này, view thung lũng như thế này, lối vào quán cà phê này quý vị. Ở bên kia nhìn sâu vào là khu vực dã chiến quý vị ạ. Nhà cửa che leo. Khu vực này nhìn cũng rất là đặc trưng Đà Lạt luôn, nhưng mà cũng phải nói là rất là che leo luôn quý vị.
trên đó là có những cái quán cà phê treo leo treo veo đồ này kia đó. Hiện nay thì những cái quán cà phê mà ven ven nằm ẩn sâu trong những khu vực như thế này thì khách khứa bảo đảm quý vị nó cũng vô cùng vắng vẻ và điều hiu luôn. Bây giờ về nông thôn sống cũng thoải mái lắm đó quý vị. Chẳng qua mình cứ thân thích chen chúc ở trong đô thị chật chội đồ này kia về thôi. Khi mà lúc kinh tế nó phát triển, công việc nó nhiều, làm cái gì cũng ra tiền thì mới vào kéo nhau dắt díu vào Sài Gòn hoặc là ra những cái đô thị lớn để mà làm ăn đó quý vị. Đó. Nhưng mà ở quê hương là có một cái góc rồi, có nhiều người á có biếng là lui về thôi. Giống những video trước mình nói, có nhiều người may mắn là có quê hương để về, có nguồn cội để về, nhưng mà có nhiều người là và lại không có nữa. Quê thì có nhưng mà nhà lại không có. Cũng khổ là khổ như vậy đó. Ai có việc thì ở lại, còn không có việc thì cứ về ha. Mà bây giờ đô thì có biến như vậy thì với một cái lượng lao động lớn thất nghiệp mà về quê như vậy thì nông thôn nhiều lúc cũng phải oằn lưng đó quý vị. Oằn lưng luôn đó quý vị ha. Cũng gây một cái áp lực không hề nhỏ cho vùng thôn quê vốn dĩ yên bình. Bây giờ thôn quê trở nên đông đúc hơn, vui nhộn hơn khi mà bà con mình thất nghiệp kéo nhau về quê. Thôi về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, có vườn có tược thì đi làm, về làm ruộng, làm vườn, chăn gà, nuôi heo, đi làm thợ hồ, thợ xây, làm thợ đụng, rồi xin vào những cái nhà máy xí nghiệp ở quê đó mà làm. Đó cũng là một cái giải pháp quý vị. Mình chạy sâu xuống dưới này cái quý vị. Trong này có nhiều con hẻm nó vòng xuống dưới thung lũng luôn ạ. Mùa này thì vẫn còn hoa dạ quỳ, rồi nhưng mà nó không còn đẹp nữa. Có bạn hỏi 2 tuần nữa thì còn hoa dạ quỳ không? Mình nghĩ vẫn còn những cái cánh hoa cuối mùa, những cánh hoa tàn mà thôi quý vị, không còn đẹp nữa. Vào những con hẻm này thiên nhiên thôi rồi luôn quý vị, khá là đẹp ha. Rời xa phố thị đấy. Trong này cũng có những cái quán cà phê đấy quý vị này. Nhà bên suối này có khá là nhiều những quán cà phê ha. Cộng hai cà phê gì mà nó tan hoang vậy trời. Đó, đây người ta cũng đang xây dựng những cái mô hình quán cà phê đấy quý vị này. Trên kia là cũng là những cái quán cà phê đấy, làm những cái tiểu cảnh đó, nhưng mà cũng thấy hoang tàn vì không có khách luôn. Trời ơi, bây giờ những cái mô hình quán cà phê view view chiêu chiêu ngồi trong rừng rủ rồi hẻm hóc như thế này nhiều lắm luôn, nhưng mà kinh doanh không biết có hiệu quả hay không.
Pura Vida, nhà bên rừng nổi tùm lum hết trên này. Đó, thấy cảnh khá là hoang tàn luôn. Đầu tư cũng rất là nhiều tiền vào những cái mô hình như thế này, tạo cảnh quan tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng không có khách thì cũng thấy cái cảnh nó khá là hoang tàn luôn. Trên này bảy quỷ này, đó, quán cà phê đấy, làm những cái ghế chiêu view view ngồi ra thấy ngon lành không? Nhìn ra cái view như thế này đó quý vị này. Ngày xưa mà đi tìm được những quán này là phải nói hot lắm luôn đó quý vị, thích lắm luôn. Bây giờ cũng ăn thua luôn. Trên này có một cái con đường cũng dẫn lên quán cà phê đó quý vị. Cỏ hồng này, mình lên đây mình coi cái cỏ hồng coi ha. Đó, con đường lên đồi ha. Cỏ hồng đuôi chồm đấy quý vị. Đẹp không? Đây. Wow. Cỏ hồng, cỏ lau. Đây có căn nhà tạm tạm đó quý vị. Dựng tạm tôn lên vậy thôi ha. Dựng sơ sài lên vậy để chơi vậy thôi. Đó, nguyên quán cà phê nó nằm trên đồi như vậy đó quý vị. Thấy không khách khứa gì hết, hoang tàn luôn quý vị ha. Dốc rất là cao. Ở đây có cái view nhìn ra đảo, nhìn về thành phố. Buổi sáng là có mây mờ bao phủ, lãng đãng bay. Khu vực này sạt lở quý vị. Đến mùa mưa là nó nguy cơ sạt lở nữa. Đó, ra vùng ven khu vực ngoài ô nông thôn của Đà Lạt đây. Căn nhà đi lên hay không? Nhà bên rừng, quán cà phê nhà bên rừng. Wow, con đường này dưới vực xấu lắm quý vị. Ai chạy mà xe mà không cẩn thận nha, rớt xuống dưới này là vực thăm thẳm luôn này, không thấy đường lên luôn. Trời đất ơi, con đường nó nguy hiểm quá quý vị. Xong người ta không rào lại nhỉ. Ai mà ban đêm ban hôm mà đi mà không cẩn thận mà rớt xuống đây sao ta? Không ai thấy luôn rồi quý vị. Nguy hiểm quá. Xuống như này là quán cà phê nhà bên rừng nữa quý vị. Các bạn trẻ cũng tìm vào đó ha, tìm vào uống ha. Lâu lâu cũng có lắc đáp các bạn trẻ tìm vào uống đấy. Hồi trước mình cũng vào đây quay lần rồi quý vị, cũng chạy sâu xuống dưới cái vườn mà người ta trồng cây đô la vậy đó. Quay trở lại đi ha. Cái này mùa khô thì mình mới đi lang thang vào những khu vực này, trong mùa mưa nguy hiểm lắm quý vị. Trời ơi, cái con đường này phải rào B40 lại quý vị, nguy hiểm quá. Dưới cái vực sâu quá sâu luôn. Đây là quán cà phê đây quý vị. Tiểu cảnh tiểu đô nhìn nó cũng hoa hoe cũng đẹp đó quý vị ha. Nhưng mà không có khách luôn. Có bãi đổ xe luôn nè, bãi đổ xe ô tô luôn rồi quý vị. Đó.
Còn 2 tháng nữa là đến mùa hoa mai anh đào rồi quý vị. Lúc đó đi lang thang khắp ngõ ngách của thành phố Đà Lạt, thấy hoa mai anh đào nó hồng lên đẹp lắm luôn. Về nông thôn mà không biết giữ mình ấy cũng bé bét lắm quý vị. Mình thấy ở nông thôn quê có nhiều người về nhiều lúc cũng lang thang cũng rơi vào cái tình cảnh gọi là rìu chè cơ bạc, cũng bét tè là nhè ra. Nói chung người mà đã bày hay thì đi đâu cũng bày hay hết, vô đô thị hay là về nông thôn gì cũng bày hay hết. Có người mà chỉ thú làm ăn đàng hoàng thì đi đâu cũng đàng hoàng hết quý vị, và đi đâu làm thì cũng có dư. Bây giờ mình có ăn nhậu hoặc là bài bạc này kia bét tè là nhè ra thì cho dù làm việc ở đâu nó cũng không có khá lên nổi, thu nhập bao nhiêu cũng không thể nào mà có dư tích lũy. Còn người chỉ thú làm ăn căn bản thì cho dù ở đâu người ta vẫn sống được, vẫn làm được và vẫn có tích lũy. Với nguồn thu nhập ít hay nhiều gì người ta cũng có cách tính toán để mà tích lũy hết quý vị. Để mình rẽ vào khu vực Trịnh Hoài Đức Nam Hồ gái quý vị ha. Hồi nãy giờ chạy lang thang dốc giết qua trời luôn. Nông thôn ăn nhậu phải nói là khủng khiếp, đặc biệt là vào những cái mùa mà cưới hỏi kỳ dỗ. Có nhiều người phải nói là như là ăn rồi ăn đi đám cưới, đám hỏi, rồi kỳ, rồi dỗ, tân gia tất niên. Nói chung là rất là nhiều những cái tiệc cúng quậy này kia. Nó cũng nặng gánh về những cái vấn đề đó lắm. Vào đây lòng đường Nam Hồ quý vị ạ. Đi bên phía tay phải là Trịnh Hoài Đức, còn bên phía tay trái như thế nào là Nam Hồ quý vị. Có nhiều thanh niên ở quê cũng không chịu lo làm lo ăn, nói chung cũng lang thang rượu chè cờ bạc, trông vào những cái hạt lúa hạt thóc của bố mẹ già, rồi trông vào những cái quầy hàng nho nhỏ, những cái gánh rau mớ cá của bố mẹ đem ra chợ bán. Cảm sống cũng nhìn cũng khổ lắm luôn quý vị. Ở quê có nhiều người biết cách chỉ thú làm ăn, họ sống cũng nhàn nhã và kinh tế họ cũng rất là ổn định, thậm chí là thấy cảnh nó còn ổn định hơn là nhiều người ở thành phố nữa. Đó là những người phải nói là không rượu chè cờ bạc, chỉ thú làm ăn mà quý vị. Đây cũng là khu du lịch ha, khu du lịch Nobita gì đây. Bấy lâu nay cũng không thấy khách khứa gì luôn quý vị. Khu vực rất là bình yên khi mà thấy hai chú chó ra nằm phơi nắng đó, ngắm cảnh quá tuyệt vời luôn. Ở xung quanh đây quý vị thấy lác đác nhà biệt thự mọc lên rất là nhiều đó. Mọc lên ngoài việc ở nghỉ dưỡng, ở ra thì người ta cũng kinh doanh khách sạn nữa quý vị. Bây giờ khách sạn từ trong nội ô ra tới vùng ven mọc lên như nấm, thấy quá khủng khiếp luôn. Không biết khách ở đâu mà người ta cứ
hơn chút là mở khách sạn, hơn chút là mở homestay, hơn chút là mở dịch vụ, bạn biết nữa. Nó không có sự kiểm soát quý vị. Ở đây có cái căn nhà người ta bán hoặc cho thuê đấy quý vị này. Đây, người ta xây cái căn nhà này hay ha. Em dừng lại mình coi thử. Bà con mình thích thì tới đây thuê căn ở ha. Đó. Trong vẫn không có người quý vị. Nhà bán hoặc cho thuê có số điện thoại đấy luôn. Bà con mình gọi đi ha. Nhà bán này hoặc cho thuê này, số điện thoại đó luôn quý vị. Nhà nhỏ thôi. Trên là làm được 1-2 phòng ngủ. Nằm ngay đường mặt tiền luôn. Ở trên ngủ mở cửa ra có cái view thoáng thôi rồi luôn quý vị. Không biết người ta cho thuê bao nhiêu hoặc là bán bao nhiêu vẫn biết. Quý vị thích thì alo vào số điện thoại đó ha. Ở nghỉ dưỡng được đó quý vị. Đó, nhìn cái căn như thế này ở nghỉ dưỡng được luôn ha. Rất là thoáng luôn. Mình đi hướng như thế này là sẽ băng qua cái đường tàu và nối về đường Hồ Xuân Hương, về khu vực hồ Than Thở đó quý vị. Đó, theo con đường tàu này là chúng ta sẽ đi về Trại Mát luôn quý vị nè. Theo đường tàu này ha. Đường tàu này là đường tàu của xe lửa cổ thời Pháp để lại đó quý vị. Hiện tại bây giờ vẫn còn đang còn hoạt động từ trên ga Quang Trung xuống dưới Trại Mát ha. Căn nhà này bỏ hoang bấy lâu nay quý vị nè. Biệt thự siêu biệt thự luôn. Bây giờ cuộc sống là vậy đó quý vị. Ai bám trụ được lại thành phố thì bám, mà ai không bám trụ được thì về quê. Tuy nhiên có nhiều người quê cũng có để về. Giống như những cái hôm trước, thời gian trước mình nói đó, thì buộc phải bám trụ lại thành phố, làm được cái gì thì làm, sống vật vả vậy đó quý vị. Có những mảnh đời khổ lắm luôn á quý vị. Ai hạnh phúc nhất hiện nay khi mà đi làm khó khăn ở đô thị mà cảm thấy khó quá thì còn có quê hương, còn có nhà cửa để về. Về vẫn sống được quý vị. Sống với cha với mẹ, làm ruộng làm vườn, làm nương làm rẫy, rồi đi làm thợ đồng cũng có thể sống được luôn. Hôm nay mình chạy lang thang chủ yếu để cho quý vị thấy đời sống, cảnh quan khu vực ngoại ô thành phố Đà Lạt. Quý vị ở đây không biết cái cây gì luôn hả, giống cây ngô đồng người ta. Hoa màu đỏ đỏ rí đẹp thôi rồi luôn. Và tâm sự chia sẻ, nói chuyện về cuộc sống cho nó vui vậy đó quý vị. Nói tự nhiên vậy đó ha. Cho nên gì có nhiều lúc nó cũng lụng ca lụng củng, không có thông suốt giống như kiểu là mình về ngồi ở nhà mình soạn ra mà mình ngồi thu âm thì quý vị sẽ dễ nghe hơn. Tuy nhiên mình không có thời gian làm như vậy. Mình gắn mic, gắn máy quay rồi mình nói trực tiếp như thế này luôn ấy. Ra đây là đường Hồ Xuân Hương quý vị ha. Nếu như mà đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi về Hồ Than Thở. Từ đây về Hồ Than Thở khoảng 200m, 300m nữa thôi quý vị. Còn chạy hướng như thế này là chúng ta sẽ lên Phan Chu Trinh, về với trung tâm quý vị. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng loanh quanh ngoài ô thành phố Đà Lạt, cũng là những khu vực ngoài ô quen thuộc, để cập nhật tình hình, tham quan đời sống của bà con mình ha, trong cái ngày đầu tuần như thế này. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.